Chào anh em đến với channel của Overhit. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video survival game với lại thằng Survival game? Really? Really nigga? Eo, đây là Hunger Games. Nói chung là Game mẹ vậy đó, ok. Nói chung có chơi game là ngon rồi. Hello. Hôm nay mình sẽ dung team với thằng này. Mình là Diamond Team. Diamond Team. Đi thẳng hay là quay sau? Đằng sau, mày lúc nào cũng đi đằng sau á. Để vô lấy rương cái rồi chạy đằng sau cho mày. Chạy vô đi. Ô, tôi nhận được cái giáp. Chạy. Chạy đi vào đây rồi nè. Bãi đạn. Mày đang ngoài cửa sau rồi đúng không? Ừ. Ok, sau lưng nè. Ừ. Ok, cái địch. Đứng lại. Đập đó. Shut the fuck. Ê, có thằng. Đập đi. Thằng God, có chừng team God, Đây. Ghost Rider hả? Và cái Ghost Rider rồi đó. Ở dưới đây nè. Đi rồi, từ tôi mặc giáp nó kiểu vô cái. Ê, mày coi. Ôi shit. Ê! Buna! Yep. Ngon stream. Mày. Ok, fuck that. Ok. Từ đậu phố. Ê, có thằng rồi. Ê, có thằng đập đó nè. Đó. Thằng này vô học, thằng này là một thằng vô học, epic lấy đồ, ngu quá liền. Ok. Surprise, ball of fucker. Ok. Chết đi, chết đi. Đồ là cu. Từ giờ tao đi giáo cái. Ok. Này là cái đó để hồi máu á, cái mushroom là để hồi máu á. Ok. Nói vô mình tôi, okay. Ê, có thằng cưỡi ngựa mà okay, mày okay, khó chịu đi. Quá. Không sao. Đây. Thôi, come on. Ok, để xem nào, ở đây có người đi bò không? Đi bò ơi, ôi đủ vậy mình. Đó là cái kit của tao đậu. Ok, kiếm gỗ không vậy? Không có kiếm đá à? Không. Ê, có mũi tên ngon dream. Ê, có thằng đâu hai thằng where you now? À, đây rồi rồi. Hi. Bóp lâu rồi. Ok, ơi! Lùi ai? Một thằng! Hai thằng! Chạy đi! Fuck! Trời, nó ngu! Đồ nè! Đồ đi chứ? My god! À, hên quá! Ngu quá! Bây giờ tao công tao ghi chứ ngu đang hoàng á! Ok, và cái tay của tao sẽ trong suốt con mẹ rồi. What the fuck? Ok, đợi tao hồi máu á. Ăn cái mushroom vô! Nào ha! Ok. Đi. Quá là ngon stream. Woo. Để xem nào. Ây da, đây có cái rương này. Mở ra, đẹp. Đồ Sida quá liền. Đồ ngu học quá. Ôi, team mình là... Ủa, khoan. Team mình là Diamond. Diamond đúng không? Hot, yeah. Mango, Sweet. Sweet Forest. À, có đó là team còn 2 người, còn mấy thằng kia còn có người à. Ok. Tìm cho tao đi nào. Một chùm mấy block nữa, fuck mà. Sao quá. Do mới nãy mày biết tại sao nó chết đâu, nó lo lập tao mà. Tao bay ra sao tao quýnh tụi nó. Sao 4 block. Đây nè. Nó đây nè. Lên. Đệt, sao không leo được. Ok, đệt, vô học quá. Cái cây vô học. Đây. Ôi. Tao nghe tiếng ăn. Ship. Tao ăn đó. Đậu phụ. What the fuck. Sao mày khôn thế nhỉ? Đây. Đâu? Đây. Ngon. Đâu? Đây nè. Đó, đây là đâu? Mày bắt cua qua đây. Đệt. Ok. Mẹ, tối rồi, tao đâu thấy gì đâu. Tao cũng không thấy gì hết. Oh my god. Ủa, tối này tí nữa nó sáng lên không? Có, nó sáng rất là nhanh mà tối cũng rất là nhanh. Tao nói rồi mà. Supply drop incoming. Nó cho tọa độ luôn rồi. À, cái supply drop á. Ok, 74 block nè, hướng này. Come in. Đâu? Follow me. Đâu? Đây nè, đẹp con vịt xảy ra hai cái. Đằng sau mày nè. Uầy. Má nó riết rồi. Rồi đi. 74 block đi theo hướng này. Sẽ có cái thằng tàu khựa ở đây, đứng đây. Bãi đạn. Stick. Một. Thằng một bên thằng hot nó ra rồi kìa, nó chết rồi kìa. Ok. Nó sợ là có thằng cầm kiếm kim cương thôi. Bạn nào mà có xem clip thì thông cảm giùm phát nhá. Tại vì cái shader nó bắt buộc phải tối. Lâu phải cho game chân thực tí chứ đúng không?
Đây. Đấy, giờ sáng rồi nè, ngon stream. Ngon rồi. Rất là ngon stream luôn. Tối cũng qua rất là lẹ các bạn. Và what the heck, mình không lấy thằng nào được cả. À, hai cái xác rồi, mới nãy tụi nó, mình giết tụi nó nè. Mày skin trẻ trâu phải cứt. Tao còn có cái skin đó, skin trẻ trâu mày ạ. từ trước thì họ chơi Minecraft tới giờ cái skin đó luôn gọi là skin trẻ trâu. Thì bởi mày cái skin nào mà có cái thằng nào máy xéo ở bên à mày, tao biết chỉ skin nó chỉ trâu rồi. Skin tao máy xéo mà. Không, mày là máy ngang. Máy xéo. Xéo hả? Không mẹ mày, chửi tao hả? Rồi, lát éo cô bố mày đi lẻ. Ở đâu? Mày ngon. Ê, có thằng. What the fuck? Đâu? Có thằng. Đi tao đã trời sáng chói rồi, tao đéo nào hết. Đằng mày đâu rồi? Hướng này. Okay. Bây giờ tao ở cách xa mày lắm đấy, cách xa mua vàng lắm. Okay. Buộc thôi. Thôi coming. Đâu rồi? Nó đi hướng bên kia, nhà bên kia. À, đây rồi thằng vô học. Đâu mà thằng vô học. Ủa bảo mày đi đường dưới à? Đi đường dưới. Vậy tao đi đường trên á. Ok, chết mẹ, tao không tờ nó nè. Lôi. Đây, tao. Ây da. Hết còn một mình mày thôi. Ây da, ngu học. Ủa mày chết hả? Chưa. Oh, cái shit. Shit. Ok, shit. Ok. Dính rồi. Oh shit. Ok, lùi lại, tao hết rồi anh. Hết máu. Vãi đạn. Khốn nạn. Đợi mà nó lên. Nện nó. Thằng đó là thằng hot đúng không? Thằng hot đó rồi. Thì cái tùy theo cái tên đó, nó đổi màu theo tên luôn mà. Nó đổi cái màu tên luôn mà. Rồi, muốn học. Ôi trời, mình để Facebook. Ngu học. Dính không? Dính rồi, rồi dính cái đầu não mày rồi con. Chuẩn bị sắp mày sắp ra thành thằng ngu học rồi. Holy shit, tự nhiên mình để Facebook làm gì chả hiểu nha. Đẹp người. Gặp ngay cái thằng bạn ngu hay người. Spam nhiều nữa. Ngu người vậy. Tìm nó là khó đó, thằng đó là khó đó. Đó gì có hai thằng, đó gì có hai thằng, hai này quấn thằng này. Sao đây? Boom. Ôi con mẹ rồi. Au! Đẹp. Ôi. No. Rồi, chạy đi. Đây, tao chết rồi. Thôi vậy cũng được rồi, không sao. Ok, mình đã chết lại. Ok. Kiss S. Fuck you. Ok, giờ lấy lẻ nào, vãi cái liên lẻ nào. Lẻ. What the fuck? Okay. Oh, hay kiếm mua trời ơi. Holy shit. Oh, chạy ra. Fucking. Ok, lẻ chạy. Tao có kiếm đá nè. Ngon kiếm. Hai kiếm đá. Ngon kiếm, give me. Ngon. Vãi đạn. Ok. Ê, có thằng. Where are you now? Ok, hiếp nó. Hai thằng này vô học rồi, hai thằng này mango, vô học với nhau rồi. Hai thằng này mango. Không tem quốc, thì chết thôi. Không tem quốc thì chết thôi. Ngu. Easy game. Where double kill. Double fucking kill. Đây. Ok, đi. Tìm đồ ăn cái. Thôi, tao có hùn sắt, ok. Đây. Okay. Wow, đây nó bị drop frame vãi cái lạng luôn. Cho đây cái rừng này nó cái rừng tàu khựa gì đấy mà không rất biết nữa. Tìm được đoạn hay? Đang tìm gì đó. Qua đây. Khu này là khu của anh. Really? Hiểu điều đó. Khu tao sống. Cái khu mà mày sống. Khu tao sống nếu mày thích thì tao có cocaine. In the Zihut đến nghĩa sự nhưng mà vô hàng. Bây giờ mày quay hay mày hát vậy? Ghép tao có không ngoan, nhà mày không an toàn. Vậy cái chỗ này, đây là cổ vô nè. Đậu hổng rảnh quá ha. Để tao tìm đồ ăn. Đằng sau. Đằng sau có thằng, ra ngoài. Bi. Ok, hai thằng đó đây, chuẩn bị vô nhà. Ê, vô học, hai thằng vô học, quá kìa. Thằng này ngu học, vô học. Ngu. Vô học.
Ngu. Vô học bãi cái liền. Ngu. Ồ hàng trong đây mày giết chưa? Hả? Chưa. Có hàng trong đây giết biết thấy đó không? Không. Quất nó. Trốn đi đâu rồi? Vô đây nè. Vô đâu? Rồi, vô trong cái chỗ gì đó. Từ từ để tao lát bọc ra ngoài cho. Tao đâu thấy đâu, mày đâu rồi? Từ từ, tao bọc ra chỗ mày cho. Để nó cover lê, mình. Lẹ, trời má tao nghe tiếng bước chân má tao sợ hả? À, thằng vô học, ngu người. Ra cửa trước của cái nhà ấy. Ok, thấy rồi. That's how to learn. À đây, lên. Ê mày có đồ ăn không cho tao cái? Một đống. Where? Các bạn hỏi mình cách để ném đồ nhanh thì các bạn bấm control rồi quy thôi. Bấm vô cái đồ rồi quy easy game phải. Okay, cần phải vít ra cho mệt. Ok. Tám còn tém, tám theo còn sống. Mình sẽ cố gắng giết để xem à. Cứ đi hướng này thôi. Ra ngoài ra bên kia mình nghỉ xe. Đó là mấy thằng tụi nó combat ở ngoài đây lắm. Ok. Tám team còn sống. Yep. Trong đó có team mình. Là còn 7 team. Easy violin. Nên tao cover vào mày nha. Ok. Có cái đồ mày đâu rồi? Ok. Đồ mày đây vậy? Thôi, không có đồ cho mày á. À, mày có cái mũ không? Không. Đồ mày. Ê, kiếm được cái mũ rồi đưa. Ok. Phải share chứ. Để xem đấy, nào. Ok, what the fuck? Sao cái tay mình trong suốt con mở rồi? Hư cấu. Ok, nothing. Lỡ mày lên mày gặp đồ không có gì hết, không có gì hết cho nó là supply drop incoming bí đồ. Đây rồi. Cái cột màu sáng, cái cột ánh sáng đó, tụi nó sẽ ra rồi, tụi nó lấy. Rồi vô. Vô không? Vô. Nó là sợ tao combat không được rồi mày. Tại sao lại combat không được? Cho mày cái này nè, mushroom. Đang chuẩn bị combat thì ăn cái đó vô. Rồi qua vô quýnh. Sao là không có sợ ai hết. Chết chuẩn bị hồi phục lại trong 3 phút nữa. Refill. Chúng kia reset lại. Vào đây. Vào cái nhà này, ship vô cái nhà này. Rồi, nấp đi. Nấp đâu á, đừng tránh mấy cái cửa ra. Cửa kính á. Mình, rồi mình kiếm cái chỗ nào mình cover á. Kiếm chỗ nào mà mình để ý, mình thấy được cái chỗ ngoài đó đó. Ok, đây xuống. Ra. Không qua đây hết. Oh, there we go. Đồ này. Boom. Tao có rồi. Ok, ngon stream. Rồi, thằng nào vô học đâu vào đây? Vô học, really? Thằng nào vô học đâu? Đầu, học. À, rồi. Mày là thánh BBB á. Đừng để tao thất vọng. Ê, team Diamond à. Ra, ổ đâu? Diamond, what the heck, Diamond? Nắm đâu? Hai tụi mình là gói. Ê, shit, trước mặt kìa. Ok. Vô. Con chó, giết con chó của nó. Ngu học, à thằng Creeper này ngu học. Ok, oh fuck. Ăn cái mushroom vô, ăn mushroom vô. Một thằng. Wow. Ngu, chửi nó ngu tiếp. Ok. Ốc chó. Oh my god. Ê, nghe tiếng bước chân. Đẹp của mày hả? Bãi đạn. Để tao lọc bộ giáp ra. Mày có bộ giáp nào đúng không? Không, áo giáp á. Không, toàn da thôi. Toàn da không á hả? Ừ, tụi này toàn mặt da không chứ có mặt gì nữa đâu. À, giờ tao đang cần áo giáp bằng da. Đẹp. Nói chung là mình đang cần tìm cái cái gì đó. Ok, để vào nhà check thôi. Check biết đâu sẽ có. Anh xui. Ở đây. Đẹp, không phải. Ở đây, lút đi, mày tao đứng tao cover. Đồ CR rồi mẹ. Trong cái đây. Lò có gì ăn không? Nó thì để xem nào. Ok. Cà rốt rồi. Mình ghét cà rốt. Ủa cái này nó đang thu vô từ từ á hả? Cái ăn thu vô từ từ nó em hẹp lại á. Mày tránh ra để mà mất máu á. Đây. Ngon stream. Đường đi. Đó rồi. Có cái chest nào ở đây không? Nãy giờ lại có cho những cái chest lấy hết rồi. Ok, đi vô trong luôn đi. Má, gửi lưng quá. Thôi gãi. Đây. Không quá. Nó đang hẹp vô từ từ á mày.
Ờ bây giờ đang tìm chỗ bắt kho lên nè. Ở vòng vòng đây có chỗ bắt kho mà. Tôi nghĩ là vậy. Đây rồi, chỗ bắt kho pet, pet chỗ bắt kho luôn. Ê, chỗ bắt kho mà phải không? Ừ. Ê, bắt. Chết cha. Báo. Nó coi lại đi. Chứ tao lên đây rồi nè. Phải đạn. Má tao nghe cái tiếng mẹ tao sổ hả? Phải biết. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ô ngoài đó có thằng kìa, có thằng kìa, có thằng kìa. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Cậy đi, cậy đi, lên đây, lên đây, cứ lên đây, cứ lên đây nó. Ba thằng này với nhau. Cậy đó. Cái chuyện tà. Tao lên rồi, tao lên rồi. Ngon, chim. Đây nè. Easy bắt kho. Có lẽ tìm. Vậy bây giờ chỉ còn tìm mình với lại tìm tìm nó thôi. Ồ đếp mát rồi, đếp mát rồi, đếp mát rồi, đếp lên 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 lên. Lên đây theo cầu thang lên đây. Đi lên cầu thang hả? Ừ. Đây cho đây nè. Rồi đếp mát cố lên nha. Rồi lại phải được. Trời, đi chơi với tao mà không được. Sao mà chơi được? Lên luôn, lên nóc nhà luôn. 60 phút. Ô, mày enchant. Lẹ. Enchant đi, enchant đi. Sắc nét đồ. Ê, có dần cái đó đang tới. Cố gắng lên, enchant lẹ. Ok, sắp nét rồi, tao có sắp nét rồi. Giáp luôn. Nó tới. Holy shit. Còn một giây nữa. Xuống. Ôi rồi, enchant chắc này là win con mẹ nó game rồi bạn ơi. À! Nổ kìa ơi, hay nè. Ôi cái gì ơi, Ôi ơi. Ngu học. Mày cái gì ngu học à? Mở tao kìa. Ô, ngu học mày cái này khác thì phải cái này ha. Ngu học. Ok và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip này và đừng quên nhấn like và subscribe cho mình và Zeros. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào video sau. Yeah.